Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn các huyện Văn Lâm và Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài là 19,3 km. Nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đi kiểm tra một số vị trí tái định cư cho nhân dân đã nhường đất thực hiện dự án trên địa bàn hai huyện là Văn Lâm và Văn Giang. Tổng số hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án này tại hai huyện Văn Lâm và Văn Giang là 870 hộ. Hiện tại các địa phương đang rà soát, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất để xác lập số hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các điểm tái định cư sao cho phù hợp và thuận tiện để nhân dân chuyển về nơi ở mới, có điều kiện tốt nhất để sinh sống và phát triển kinh tế, mở rộng và làm mới đường giao thông đấu nối từ các khu tái định cư ra các tuyến đường huyện, tỉnh và quốc lộ, di rời và mở rộng nghĩa trang các thôn có dự án đi qua sao cho phù hợp với quy hoạch, thực hiện các bước của dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2022, nhưng đến nay thành phố Hưng Yên mới giải ngân được trên 100 tỷ đồng trong tổng số 332 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt tỷ lệ gần 33%. Nguyên nhân là do các nhà thầu chưa tập trung nhân lực triển khai dự án, tạm dừng hoặc thi công cầm chừng do giá nguyên nhiên liệu, cước phí vận chuyển tăng cao. Bên cạnh đó, do vướng giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai được hoặc triển khai dự án dang dở. Điển hình như các dự án cải tạo và nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám, Trần Quang Khải, đường trục trung tâm phường Lam Sơn. Ngoài ra, một số dự án phải hoàn thiện xong các thủ tục điều chỉnh, tổ chức lập phê duyệt thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa giải ngân. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định thành lập mới 9 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 26 cụm. Các cụm công nghiệp được phân bổ trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử, Khoái Châu, Văn Lâm. Tổng diện tích cụm công nghiệp đã được phê duyệt là 1.256 ha với vốn đầu tư là 12.400 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và sớm đi vào hoạt động, Sở Công Thương Hưng Yên đang tích cực phối hợp hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và tập trung tuyên truyền thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời tích cực đôn đốc và rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực tế của từng cụm so với tiến độ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, qua đó kịp thời phát hiện giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. Nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tích cực đổi mới hình thức, tổ chức các phiên giao dịch, phát triển hệ thống thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng như nhu cầu tìm việc của người lao động. Trung tâm đã tổ chức được 33 phiên giao dịch việc làm, tăng 6 phiên so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 11 phiên giao dịch được kết nối với thị trường lao động tỉnh ngoài qua hình thức online. Bên cạnh đó, trung tâm còn thường xuyên giao dịch bằng hình thức trực tuyến trên fanpage, thiết lập đường dây tư vấn, giới thiệu việc làm qua website, cập nhật liên tục các vị trí việc làm trống để người lao động lựa chọn, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 11, trung tâm đã tổ chức tư vấn việc làm và học nghề cho trên 40.000 lượt người lao động, giới thiệu việc làm mới cho gần 2.000 lao động, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết cho gần 7.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, chị Nguyễn Thị Định, người con gái cả trong vụ ba cô con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã tử vong vào tối qua 18 tháng 11 sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Quốc gia. Hiện thi thể đã được đưa về quê nhà an táng. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia đất đai với mẹ, sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái của bà Vũ Thị Đều ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa đã mang xăng đến nhà mẹ. Tại đây, người con thứ ba của bà Đều là Đỗ Thị Điểm đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đều và ba con gái bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án điều tra tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự đối với ba người con gái của bà Đều. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước, hiện tượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động còn xảy ra tại nhiều địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các công việc sau. Yêu cầu các thương nhân đầu mối, công ty con, chi nhánh của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Rà soát, kiểm tra việc cung cấp, bán xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc ngừng, không cung cấp xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả mọi loại hình. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác với Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thị trường theo quy định. Dịch vụ Google Wallet đã có mặt tại Việt Nam để cung cấp trải nghiệm thanh toán an toàn và đơn giản. Khi sử dụng Google Wallet, các giao dịch được thực hiện bằng số thẻ thay thế được mã hóa dành riêng cho thiết bị và được liên kết với mã bảo mật liên tục thay đổi theo từng giao dịch. Nếu điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp, người dùng chỉ cần sử dụng chức năng tìm thiết bị của tôi để khóa ngay thiết bị của mình từ bất kỳ đâu, bảo mật thiết bị bằng mật khẩu mới hoặc thậm chí xóa tất cả thông tin cá nhân và chi tiết thẻ thanh toán. Ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng và hai cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ba bị can bị bắt tạm giam thuộc CDC Bình Phước gồm Nguyễn Thị Cẩm, nguyên kế toán trưởng, Nguyễn Minh Quang, chuyên viên khoa dược, Đinh Thị Vân, chuyên viên khoa xét nghiệm. Các bị can bị bắt tạm giam vì liên quan đến việc lập hồ sơ hợp thức hóa việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công ty Việt Á. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sáu, nguyên giám đốc CDC Bình Phước và Lê Thành Bắc, nhân viên khoa dược. Năm 2021, hai bị can đã lập hồ sơ hợp thức hóa việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không đúng theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước 5 tỷ đồng. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào sáng 18 tháng 11 khiến hai người phụ nữ thương vong. Trước đó, vào hơn 9 giờ, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà một trệt hai lầu nằm trên đường TA10, phường Thới An, quận 12. Người dân sau đó đã cùng nhau dập tắt đám cháy thì phát hiện bà H đã tử vong, còn bà X bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, tầng trệt căn nhà cháy toàn bộ, hai tầng trên bị cháy xém. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tài liệu nội bộ của Ủy ban châu Âu ngày 18 tháng 11 cho biết, Liên minh châu Âu vẫn đang tiếp tục đóng băng các tài sản của Nga để đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hiện số tài sản của Nga mà EU đã đóng băng có giá trị khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Trong số các tài sản trên, tài sản đóng băng chủ yếu là ở Bỉ với 51 tỷ đô la Mỹ, trong khi ở Luxembourg là 5,7 tỷ đô la Mỹ. Theo tài liệu trên, số tài sản đóng băng bao gồm một phần dự trữ ngoại hối của Nga, nhưng không có số liệu cụ thể. Về mặt pháp lý, các quỹ đóng băng vẫn thuộc về Nga và công dân nước này. Để sử dụng những tài sản này, EU cần tìm cách tịch thu chúng. Lãnh đạo các nước EU sẽ thảo luận về khả năng tịch thu các tài sản đóng băng của Nga tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles vào tháng 5 năm sau. Tại Iraq, một vụ nổ bình ga gây sập nhà tại miền Bắc nước này khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra vào tối 17 tháng 11 tại thành phố Samandar. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 3 ngôi nhà bị phá hủy sau vụ nổ bình ga phục vụ sưởi ấm được lắp trên sân thượng một trong số đó. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Đám cháy sau vụ nổ còn làm hư hại một số ngôi nhà xung quanh và phá hủy ít nhất 5 chiếc xe. Tại thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, tòa nhà dân cư cao hơn 100 tầng, cao nhất thế giới đã bắt đầu được xây dựng. Theo đó, công trình mới được xây dựng tại Dubai được khởi công hôm 15 tháng 11, dự kiến trở thành tòa nhà dân cư cao nhất thế giới sau khi hoàn thành. Tòa nhà mới gồm hơn 100 tầng nhưng chiều cao cụ thể chưa được tiết lộ. Trong khi đó, tòa nhà dân cư cao nhất thế giới hiện nay có 98 tầng, nằm ở thành phố New York, Mỹ, cao 472,4 mét. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2022 sẽ chứng kiến sự góp mặt đặc biệt của 3 nữ trọng tài được FIFA lựa chọn để cầm còi tại các trận đấu. Đây là lần đầu tiên mà các trọng tài nữ được nhận vinh dự này tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Ba nữ trọng tài lần lượt đến từ Pháp, Rwanda và Nhật Bản. Đây được xem là bước ngoặt tại World Cup và cũng là cánh cửa mở ra cơ hội xuất hiện nhiều hơn của các nữ trọng tài ở sân chơi thế giới. Dù là phái yếu, nhưng ba vị nữ trọng tài nói trên đều được FIFA đánh giá rất cao về chuyên môn, thể chất và đủ năng lực để cầm còi những trận đấu tại World Cup. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.